Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Các bạn thấy thì trong video ngày hôm nay mình đang đeo một cái dây lan giác, là một cái dây kiểu dây đeo thẻ. Ở đây mình có thể móc được rất nhiều thứ. Ngày trước mình có quen một cô bạn thì cô ấy hay móc một chùm chìa khóa vào đây, tại vì cô là người rất là hay quên, kiểu não cá vàng. Thì chúng ta có thể móc rất nhiều thứ và đây là một cái dây mà có thể làm nhiều mục đích. Ví dụ chúng ta móc vào cổ này, có thể móc vào mấy phụ kiện trên vai, hoặc là mình thấy có mấy hình ảnh cái này móc vào cái chỗ cạp quần ấy để nó lủng lẳng cái này ra cũng rất là đẹp. Nói chung đây là một cái dây mà có nhiều tính năng, có nhiều cái mà chúng ta có thể biến tấu nó đi, cũng nhiều màu sắc nữa. Dây này là cái dây của Sneaker VN. Đây là một chuyên trang về sneaker và văn hóa thời trang đường phố ở Việt Nam. Mình rất là vui khi mà mình được tặng cái sợi dây này từ Sneaker VN, cùng với đó là một cái món quà. Đây là cái bộ tạp chí số thứ hai của Sneaker VN. Đây là một bộ tạp chí nhưng mà nó dày như một cuốn sách, như các bạn thấy nó rất là dày, mặc dù là số trang của nó chỉ khoảng 160 mấy trang thôi, nhưng rất là dày như một cuốn sách luôn. Và đây là cuốn tạp chí thứ hai của họ. Cuốn tạp chí đầu tiên thì đã là vào tháng 7 năm 2017, nếu mình nhớ không nhầm, khoảng 2017 gì đó. Và đây là cuốn thứ hai và nó vẫn tiếp nối được những cái kiểu như là những cái họ có thể nghĩ, họ có thể đưa ra và họ đã làm thành một cái cuốn, giống một cuốn sách rất chất lượng như thế này. Và cá nhân mình là một người mình thích đọc sách và mình cũng hay đọc sách. Mình cũng đặt mục tiêu để đọc sách trong năm 2019 rồi. Và đây là một trong những cái thể hiện mà mình thấy là mình muốn được cầm nó trên tay. Ví dụ những người kiểu như mình ấy thì lại không thích đọc sách điện tử. Cái việc mà cầm một thiết bị điện tử lên tay để mà cầm đọc sách nó không có hứng thú. Thật sự là như vậy, kể cả báo thế thôi. Mình là người theo tuýp là thích đọc báo giấy hơn báo điện tử, và thích đọc sách hơn là đọc sách kiểu dạng ebook vân vân. Thì đây là một cái magazine, là một cái tạp chí, nhưng mà không phải tạp chí chúng ta đọc ở trên mạng, mà đây là một tạp chí mình cầm trên tay. Mình cũng sẽ mô tả kỹ vào cái tạp chí này vào lát nữa, nhưng mình sẽ mô tả về tổng thể, tổng quát nó trước. Đây là cuốn tạp chí số 2 với cái tên đó là The Contemporary Control, tức là nền văn hóa đương đại. Thì đây là một cái tên chủ đề thôi. Và các anh các chị ở Sneaker VN ấy, thì đã mất rất rất nhiều công sức cũng như là chất xám và đổ vào, nói chung là đổ thời gian, tiền bạc, công sức vào sản phẩm này rất nhiều. Tại vì nếu mà cầm trên tay ấy, thì mới thấy được là sản phẩm nó chất lượng như nào. Trước khi nói về cái cuốn tạp chí này ấy, thì ở đây mình cũng có được tặng kèm một cái, đây gọi là một cái kirigami, tức là một cái mô hình bằng giấy, nhưng mà khi mà chúng ta gấp vào nó như một tờ giấy này, chúng ta mở ra thì nó là một cái đó. Đây là một cái mô hình Nike Air Max. Và đây là cái đôi giày mà chắc là chúng ta ai cũng biết cả. Một cái đôi giày đắt đến cái độ mà đi nó trên chân thì không khác gì đi một cái căn biệt thự ở trên chân cả, tại vì nó giá tiền tỷ một đôi giày như thế này. Và cái kirigami này là làm bởi Taita. Mình không rõ Taita này là thương hiệu kiểu như thế nào, nhưng trong website họ là taita.com.vn, kiểu là cái trang web, kiểu là một đơn vị chuyên làm những kiểu kirigami như này. Công nhận là họ đã phải mất rất nhiều thời gian, tại vì như các bạn thấy khi mà chúng ta gấp vào thì nó đúng là một tờ giấy phẳng lì luôn, chứ nó không tạo khối giống như mình vừa mở ra. Cái này là cái sẽ được tặng kèm nếu các bạn mua thời điểm đầu cùng với lại cuốn tạp chí này. Và cuốn tạp chí này giá là khoảng 500.000. Thì mình cũng muốn nói qua một chút. Đầu tiên đó là chính vì mình là một người thích đọc sách giấy, cho nên là mình thật sự ấn tượng với những cuốn sách nào đó mà không có lỗi chính tả. Nói thì có thể là nó hơi khó hiểu và hơi khó tin một chút, nhưng mà có rất nhiều cuốn sách mình đọc ấy, rất rất ít khi xuất hiện những cuốn sách nào đó mà không xuất hiện bất cứ một lỗi chính tả nào. Cá nhân mình là một người rất để ý đến lỗi chính tả, và đặc biệt đã viết thành sách thì buộc phải biết đúng chính tả mọi từ trong mọi trang trong cuốn sách đó, kể cả là chú thích hay là bất cứ cái gì đó. Đối với cuốn tạp chí này, với những gì mà mình đọc được, có thể là chưa rõ hết mọi ngóc ngách, nhưng mà mình chưa thấy bất cứ một lỗi chính tả nào. Tức là họ đã rất chỉn chu trong cái khâu là biên soạn và biên tập cũng như là rà soát lại lỗi. Chưa thấy bất cứ một lỗi chính tả nào trong sách này, và đó là điểm mình ấn tượng đầu tiên. Thứ hai là ấn tượng về cái chất liệu làm nên cái cuốn tạp chí này. Giấy cứng, đẹp, thơm, in màu cực kỳ chuẩn, sắc nét. Và nói chung thì đây nó tạo ra cảm giác nó là một món đồ cao cấp, chứ không phải là những cái cuốn tạp chí bình thường mình ngồi trên máy bay mà mình mở ra đọc ấy, thì nó là tạp chí đơn thuần là tạp chí. Còn đây tạp chí nó còn mang theo kiểu tâm huyết của người làm nữa, cho nên nó đặc biệt hơn bình thường. Đấy. Và thứ ba đó là trong cuốn tạp chí này ấy, thì nó sẽ có chia ra được những cái phần, đó là nền văn hóa sneakers, thời trang, nhân vật Sneaker VN và thương hiệu. Có thể rằng có nhiều người mua cái cuốn này về đọc thì sẽ cảm thấy thất vọng, tại vì nó không có quá nhiều trend,
không có quá nhiều trend ở trong này. Ví dụ trong này mình chẳng thấy có một cái gì đó viết quá nhiều về ZZ Boost, những đôi giày mà giới trẻ đi rất nhiều, mà thay vào đó họ lại giới thiệu về những đôi kiểu như là Adidas Future này, bộ đế Future Grab này, hoặc là họ nói về đôi Ultra Boost mới ra mắt, là đôi Ultra Boost 2019, là đôi 19 ấy, hoặc là đôi Ultra Boost 1.0 đầu tiên, là đôi mới được restock lại vào cuối năm ngoái. Đấy, họ nói về những cái thứ mà theo mình ấy, thì nó đáng được viết hơn. Thế nhưng mà những người trẻ bây giờ họ thích trend nhiều hơn, có thể họ thất vọng về cái điều đó, về cái điều là không có nhiều GG, không có nhiều Rick Owens hay bất cứ một cái gì đó họ thích. Nhưng mà mình ấy, thì mình thích cái cách viết như thế này. Và trong này những hình ảnh của nó cực kỳ chất lượng, những hình ảnh của tạp chí này cực kỳ chất lượng, sắc nét, đẹp, đúng chủ tiêu, đúng chủ đề, mục tiêu và mục đích, vân vân. Đó là những cái tổng quan của mình về tạp chí này, và bây giờ mình sẽ quay gần hơn để cho các bạn cùng xem là bên trong nó sẽ có một vài cái mình nói đến như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem về cái Kirigami này. Ban đầu chúng ta nó là một tờ giấy màu xanh lá như thế này. Đấy, phẳng lì, nhưng mà nếu mà mở ra thì nó là mô hình Nike Air Max. Và chúng ta có thể để cái mô hình này để trưng bày trên kệ, trên giá sách, rất là đẹp. Đó, họ làm rất chỉn chu, làm rất là chi tiết, ở từ logo, từ phần đèn đằng sau, hay là cả hình dáng của nó cũng vậy, đằng trước này. Đó, đây là một cái kiểu mô hình Kirigami khá là kiểu thông minh. Đó, khi mà chúng ta gấp vào thì những cái này nó sẽ gấp theo nếp, và như vậy thì nó sẽ trở thành một cái khối phẳng. Thấy không? Đó, ok. Và bây giờ mới là cái nhân vật chính của chúng ta, cái cuốn tạp chí này. Cái điểm mà mình ấn tượng nhất về cái tờ bìa này ấy, thì nói chung là nếu mà không giải thích, nếu mà không đọc qua giải thích ấy, thì nhiều người cũng sẽ không biết rằng là những cái hình ảnh này nó là hình ảnh lấy kiểu âm bản. Tức là âm bản là như nào? Những người chụp ảnh phim, chụp ảnh với máy phim như mình thì sẽ biết. Ngày xưa nếu mà chúng ta không mang phim đi tráng rửa ấy, thì hoặc là tráng rửa rồi nhưng mà lại mất vài ảnh hạn, thì cái việc mà chúng ta dùng một cái máy kiểu máy DSLR hoặc là một cái điện thoại để chụp lại cái tấm phim âm bản đó, sau đó thì đưa lên Photoshop và dương bản nó lại thì nó sẽ ra hình ảnh thực. Thì ví dụ đây nhá, đây là hình ảnh chúng ta nhìn hơi khó nhìn đúng không, hoặc đây cũng vậy, hoặc đây cũng thế, thì chúng ta hiểu rằng đây là những hình ảnh âm bản. Có nghĩa là khi mà chúng ta dương bản nó lại thì nó giống hình ảnh bình thường. Đây, bên này cũng thế, là những hình ảnh âm bản. Và để nói cho nó dễ hiểu hơn ấy, thì đây, mình sẽ mở cho các bạn cùng xem cách chúng ta xem nó sẽ như thế nào. Và đây là cái chúng ta nhìn bình thường đúng không? Nếu mà để cho ra hình ảnh thực tế ấy, thì các bạn sẽ phải qua một cái lớp ví dụ như này. Đó, bạn thấy không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được hình ảnh thực tế nó sẽ như thế nào. Đây, nó từ màu xanh âm bản, khi mà dương bản thì nó sẽ thành Supreme màu đỏ như này đây. Hoặc đây, version upload. Đó, từ màu đen thành màu trắng, thấy không? Như tay mình này. Đó, và bên này cũng vậy thôi. Bên này thì chúng ta thấy được nhiều chi tiết. Ví dụ đây là Việt Max này, hoặc ở đây, hình ảnh ở đây, và cả đôi giày này nữa. Chúng ta có thể thấy được là khi mà nhìn qua đây ấy, thì mới nhìn được là nó nhìn chính xác như là bên ngoài dương bản bình thường là như thế nào. Chứ nếu mà nhìn chỉ qua một cái tờ bìa này thôi ấy, thì chúng ta đang nhìn một cái phiên bản âm bản của nó. Vậy thì cái mục đích làm cái này là như thế nào? Thì theo như giải thích ấy, thì những người làm họ muốn rằng là chúng ta phải tìm hiểu kỹ hơn về nền văn hóa này thì mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong nó, chứ không phải là chỉ nhìn thoáng qua mà biết được ý nghĩa của nó như thế nào. Đại loại cái nền văn hóa đương đại này là một cái nền văn hóa mà chúng ta cần phải tìm hiểu thì mới biết được. Về nội dung bên trong thì giống như mình đã nói thì chúng ta sẽ có 4 mục tất cả, gồm có nền văn hóa sneaker, thời trang, nhân vật sneaker VN và thương hiệu. Thì đó, và trong này ấy, thì mình ấn tượng, cực kỳ ấn tượng với hình ảnh đầu tiên này. Như bạn thấy, mình ấn tượng nhất với hình ảnh này trong tất cả hình ảnh trong cuốn tạp chí này, đó là không bao giờ là quá muộn để chúng ta xỏ vào những đôi giày thể thao, những đôi giày sneaker, giày đế bằng. Và đây là hình ảnh, và các bạn thấy rất là rõ ràng, có lẽ là ông cụ này cũng bằng tuổi so với lại Stan Smith, là tên đôi giày này. Stan Smith là vận động viên tennis, chứ không phải là ý mình nói bằng tuổi cái đôi giày này đâu nhá. Có nghĩa là chắc là khoảng ông ấy cũng bằng tuổi so với ông Stan Smith, và ông ấy đang đi một đôi Stan Smith và thực sự cực kỳ phù hợp. Lý do ở đây là gì? Thì cá nhân mình nghĩ nhá, ví dụ những đôi giày kiểu tương tự gót Asics như thế này, thì mình nghĩ với lại một người mà có nhiều tuổi rồi ấy, thì họ sẽ không thích đi Superstar, và họ cũng chẳng đi Puma, và họ cũng không đi Cortez, và họ sẽ chọn một đôi Stan Smith và thực sự nhìn cực kỳ đẹp và cực kỳ phù hợp. Và nó là thể hiện quá rõ ràng cho câu nằm chính giữa này. Đây là một hình ảnh mà mình ấn tượng đầu tiên. Và trong này thì chúng ta sẽ còn có những cái khác nữa. Thì ở đây một vài cái, ví dụ như đây là nói về cái đôi Orange Coin, cái đôi Asics, hoặc là những cái đôi khác nữa về Puma, về đây có gì cho các bạn đây. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái trang để quảng cáo thôi.
Cùng với đó thì cái đôi giày mà mới được restock trong năm vừa rồi, thực ra là ra mắt lại ấy, tại vì đây là số 45, cái đôi Jordan 11 Concord 2018 Grail của những sneakerhead. Thực ra mình thấy cái từ này là cũng tương đối đúng, tại vì có rất nhiều người mơ ước đôi giày này và nhìn quả đế xanh lè rất là thích. Tuy nhiên mình vẫn chưa có được đôi này, rất tiếc. Hoặc là một số những cái khác mình rất thích, ví dụ như là những nét vẽ của Time of Flight về cái trào lưu Rickit vừa rồi, cùng với đó nữa là những cái nét vẽ kiểu rất hay. Đây, đại loại có đọc thì mới biết được, mình chỉ mô tả qua thôi. Hoặc như mình vừa nói thì đó là cái sự restock kinh điển của đôi Adidas OG, Adidas Ultra Boost OG, đôi đầu tiên Ultra Boost tạo nên một cái thế hệ mà cực kỳ là khủng khiếp. Và đây là đôi Ultra Boost mới nhất, Ultra Boost 19. Và đây, cái đôi Future Grab 4D. Một vài nét vẽ nữa, hoặc là những đôi nằm mưa làm gió trong năm vừa rồi với bộ đế React. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy được. Có rất nhiều những nội dung hay và có rất nhiều những hình ảnh đẹp. Ví dụ đây, chúng ta sẽ không gặp được hình ảnh này tại Việt Nam. Tuy nhiên thì để mà ngắm nó thì cũng không phải là tồi, đúng không? Và nói về cái trào lưu Red Shoe, thực sự là rất là một cái thiếu thốn rất là lớn nếu mà không nói đến trào lưu Red Shoe này. Có rất nhiều hình ảnh đẹp. Và đây nữa, những hình ảnh chiếm cả hai trang mà thực sự nó rất là đẹp. Mình thấy nó rất là đẹp. Đây, cái cụm từ mà mình đã nhắc đến video ngày hôm trước, Real Men Wear Pink. Và như vậy là người đàn ông đích thực họ mặc đồ màu hồng nhạt này, hồng này còn hồng kẻ nữa. Nói chung thì những hình ảnh đều rất rất là đẹp. Tiếp tục, mình cũng sẽ mở qua thôi, tại vì nếu mà mở nhiều thì chẳng khác gì mô tả lại hết. Và sẽ có những bài phỏng vấn, ví dụ như bài phỏng vấn Tulliver này, Kimmy, hoặc là đâu nhỉ? Đây, anh Việt Max. Đó, Việt Max, vân vân và vân vân. Đó, có rất là nhiều đấy, phỏng vấn nhân vật. Tiếp theo nữa thì phía đằng sau này chúng ta sẽ có những thương hiệu Việt. Đó, ở đây là thương hiệu Renewal, là một thương hiệu mà mình đã làm những video trên kênh rồi ấy. Thì mình Tết này mình sẽ chọn một đôi Renewal để đi qua Tết. Đó. Ngoài ra chúng ta có những yếu tố khác và những cái trình bày khác. Và như bạn thấy cái việc nhá, riêng cái việc mà sắp xếp cái layout bố cục sao cho nó đẹp, và riêng cái việc mà chọn phông chữ như thế nào và màu nào sao cho mà nó không bị chìm vào cái phần nền, nó là những khâu rất là khó khăn. Và không phải là layout trang nào nó cũng giống trang nào. Và chúng ta thấy được là họ đã rất chỉnh chu trong cái việc mà làm nên từng trang một, chứ không phải là cả quyển, từng trang một luôn. Đó, nhìn cái phần chữ xanh này kiểu xanh blue cho đến xanh blue nhạt đến xanh blue đậm kiểu gradient, họ rất là chăm chút. Đó, mình đánh giá cao cái việc làm nên tạp chí như thế này. Đó, những hình ảnh rất là đẹp. Đó là tất cả. Và đây, trang cuối còn có một cái trang kiểu như là collection của chúng ta ấy. Dán một cái hình ảnh vào đây, số lượng sneakers đang sở hữu này, sưu tầm sneaker đang bao nhiêu này, bao nhiêu tuổi và tên. Nó chúng ta phải cắt này ra dán vào đâu đó hoặc là vân vân mây mây. Đó, kể ra mà cái này không phải là hai mặt mà nó là kiểu hai tờ thì hợp lý hơn, tại vì dán, nếu dán cái này thì cái này nó nằm ở phía mặt trong rồi đâu, hơi tiếc một chút. Đó là toàn bộ những cái mà mình giới thiệu qua với các bạn về cái tạp chí của ngày hôm nay. Thì thực ra là những gì khen thì mình cũng đã khen cả rồi. Và đây là tạp chí đầu tiên cũng như là duy nhất tại Việt Nam về sneaker cũng như streetwear và thời trang vân vân. Thì mình thấy làm như vậy là tốt lắm rồi và mình cũng không có gì để chê thêm cả. Và các bạn nếu mà ai đã từng có sở hữu cái này, tạp chí này và tạp chí số 1 rồi, có thể comment phía dưới video để cùng chia sẻ với những cảm nghĩ của bạn về tạp chí này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.